Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục với Flycam, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một thử thách, đó là giải cứu đồng đội trước khi bị Flycam phát hiện. Đó. Thì cái thử thách này cũng rất là đơn giản thôi. Việc của Vinh Tiền Lẻ và Tới Tô Tè sẽ phải đi trốn và sẽ phải giải thoát cho Tới Tô Tè. Và có 3 loại cần giải thoát, đó là băng dính, dây thừng và dây xích. Đó. Thì thời gian thì sẽ không có thời gian nhá, mà là trước khi giải cứu được Tới Tô Tè thì Flycam nếu mà phát hiện thì Vinh Tiền Lẻ và Tới Tô Tè sẽ là người thua cuộc. Đó, đơn giản thôi, bọn em hiểu luật chơi chưa? Ok. Đấy, thì bây giờ bọn em hãy đi tìm cái chỗ trốn thật kỹ và giải cứu thật nhanh nhá, đừng để Flycam phát hiện. Và phần thưởng sẽ là 1 triệu đồng nhá, đi trốn đi em. Thế trước khi vào video, tôi xin giới thiệu với các bạn một cái app chơi game có rất nhiều loại game hay và đặc biệt là chúng ta có thể kiếm tiền nhá. App Awin68. Thì app này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Bạn nào muốn tải tôi sẽ đặt link ở dưới phần mô tả nhá. Sau khi mà cài đặt thành công thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký tài khoản. App này hỗ trợ đăng ký bằng số điện thoại hoặc là Facebook như các bạn nhé. Sau khi đăng ký thành công thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nâng cao tính bảo mật và tránh trường hợp là bị mất nick nhé. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền qua cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền qua khảo sát để nhận thưởng. Để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền nhé các bạn nhé. Để chúng ta sẽ vào mục nạp tiền. App này hỗ trợ nạp siêu tốc này, nạp qua hình thức là thẻ cào, MomoPay, ZaloPay và Viettel Pay. Thì cái giao diện của app này rất là dễ dùng và có rất nhiều loại game hay như là game long hổ này, bầu cua này, trái cây này, đặt bom này, phá băng và bắn cá. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái loại game ở trong cái app này nhé các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ chơi trò long hổ đi. Thì cái trò long hổ này cũng rất là đơn giản nhé các bạn nhé. Nó chỉ có hai ô long và hổ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cược một trong hai ô đó. Khi mà lá bài chia ra bên long cao hơn thì long sẽ chiến thắng, mà bên hổ cao hơn thì hổ chiến thắng. Như tôi là tôi sẽ đặt bên hổ đi. Đó. Như vậy là bên hổ đã cao hơn. Đấy, lá bài nó chia ra thì bên hổ đã cao hơn và hổ đã chiến thắng các bạn nhé. Và để có thể rút tiền được thì chúng ta sẽ tiến hành liên kết tài khoản. Đó, thì chúng ta sẽ vào phần thêm tài khoản các bạn nhé. Và chúng ta sẽ thêm tên của chúng ta. Đó. Tiếp theo là tên ngân hàng. Ví dụ các bạn mà sử dụng Agribank thì chúng ta sử dụng Agribank. Vietcombank thì là Vietcombank. Và nhập tiếp theo là nhập số tài khoản ngân hàng. Và chúng ta sẽ ấn liên kết nhé. Và sau khi liên kết thành công thì chúng ta sẽ tiến hành rút tiền các bạn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ chọn tài khoản mà vừa chúng ta đã liên kết này cả. Và nhập số tiền cần rút và ấn rút tiền. Đấy, như vậy là cách kiếm tiền và cách chơi cũng rất là đơn giản. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn và kiếm được tiền ở cái app này các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ tôi với Vinh thì sẽ phải tìm cái chỗ nào trốn để cho anh Ngọt anh không tìm ra được. Mà cái trốn thì ngoài trốn ra thì phải cái chỗ nào mà nó hợp lý cho cái là Vinh nó phải cởi trói cho tôi. Đấy, mà cái tầm này thì xích chân xích tay đi nó hơi khó. Thì hy vọng lần này là người chơi sẽ giải thoát được cho nhau và chiến thắng được một phần thưởng nhé các bạn nhá. Thì tôi cũng mong sao là Tới Tô Tè với cả Vinh Tiền Lẻ sẽ chiến thắng, chứ không lại thử thách của tôi lại khó quá này, lần sau bọn nó lại không dám chơi các bạn. Tôi với cả Tới Tô Tè thì đã tìm được vị trí tốt nhất để đi trốn với các bạn nhá. Thì bây giờ thôi, tới nằm ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây. Điên à. Cái thử thách này là thử thách giải thoát cho đồng đội. Ông phải cởi cho tôi các loại đi. Tí phải là cam bay nhìn thấy giờ. Ừ nhỉ, thế không các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ cởi chó luôn các bạn nhá. Bây giờ cởi chó nào, cởi chó như nào cơ. Cởi chó từ băng dính à? Cái nào đơn giản nhất thì đấy. Các bạn ạ, tôi thấy đáng kể phải chói Vinh hợp lý. Hợp lý. Vinh tổ tè lắm. Vinh không tổ tè đâu, tôi đấy, tôi này. Lấy răng cắn đi. Đây. Cắn mạnh vào. Đấy. Ui. Anh. Đấy. Đấy. Đang chưa anh rồi chưa? Nữa nhanh hơn tí Flycam bay nhìn thấy bây giờ. Đã hết thời gian là 20 phút cho người chơi đi trốn nhá. Liệu rằng cái thử thách giải cứu đồng đội lần này có thành công hay không thì bây giờ chúng ta phải dựa vào sự may mắn của Vinh Tiền Lẻ và Tới Tô Tè nhá. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi tìm các bạn nhá. Đó. Thì lần này chúng tôi lại map chơi là ở cánh đồng ở quê tôi các bạn nhá. Đó, ở cánh đồng quê tôi thì nói chung là nó cũng rất là rộng. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu bay Flycam lên để bắt đầu đi tìm nhá các bạn nhá. Rồi. Lại cắn tiếp. Lại cắn tiếp. Cắn chứ cần gì nữa. Ui các bạn rồi, bắt cắn rồi. Quá cắn này. Cẩn thận nó gặm vào dây thừng. À ôi. Đấy. Nhanh lên. Nhanh nhanh. Nhanh nhanh. Và trốn trốn ở cái chỗ này nó hợp lý rồi. Nó cũng vẫn thuộc cánh đồng nhưng mà nó ở ngoài chỗ gì ở ngoài. Có cái búi này đây, góc này, khuất thế này, Flycam tìm ở mắt và mắt.
Nói chung là bây giờ tôi sẽ tìm ở cái khu vực hàng cây này trước nhé các bạn nhé. Nói chung là bây giờ cứ chỗ nào mà rậm rạp là có khả năng là hai người chơi sẽ trốn ở đấy các bạn ạ. Tôi thì đầu tiên tôi định nghĩ là nhảy xuống ao. Thế nhưng mà tôi là sợ là Vinh Tiền Nẻ không biết bơi, nó chết đuối rồi đấy. Rồi chứ thế thì tôi chết đuối à? Sợ Vinh Tiền Nẻ chết đuối thôi. Tiếp theo là định trốn ở hàng cây. Cây nó mát. Tôi có cái chìa khóa của bông ngọt, tôi cầm này luôn. Ừ đúng rồi, tôi không nghĩ ra. Là cây nó mát thế nhưng mà Vinh Tiền Nẻ là trốn hàng cây, Vinh Tiền Nẻ là tổ tà lắm. Nên là trốn hàng cây dễ phát hiện. Nên là tìm cái chỗ này nó là chỗ cái chỗ ao của người dân ấy thì nó hợp lý. Chỗ đúng. Này vừa mát vừa núi nhất này nó ra được. Thì cái thời thì cái thử thách này là sẽ không tính thời gian nhé các bạn nhá. Chỉ khi nào mà tới tổ tài với Vinh Tiền Lẻ mà giải cứu được cho nhau trước khi Flycam tìm thấy thì là sẽ là người chiến thắng các bạn. Thì tôi nghĩ là cái thử thách lần này là cũng hơi bị khó các bạn. Cái lớp băng dính thì nó cũng mỏng thôi, lớp dây thừng thì nó cũng có ít. Nhưng mà cái quan trọng, cái khó nhất vẫn là cái xích và chìa khóa các bạn. Bởi vì các bạn ở đồng thì làm gì có cái công cụ nào để hỗ trợ đâu. Không cho một cái công cụ nào hỗ trợ. Thì không biết là Vinh Tiền Lẻ với cả tới tổ tài có chiến thắng được hay không. Nhanh tay lên đấy, nó cởi nhanh như lúc tụt quần vợ chứ. Rồi cắn cắn. Rồi sắp được rồi. Rồi nhanh cái này cùi rớt ạ. Vinh Tiền Lẻ thì ví dụ một mình Vinh Tiền Lẻ thì nó trốn thì nó có thể là trốn ở những cái nơi nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà có tới tổ tài, tới tổ tài nó cũng là một người gan dạ các bạn. Thì tôi nghĩ là khả năng là trốn vào cái chỗ nào bọn nó tính toán được, cái tới nó tính toán được các bạn ạ. Chỗ này là không thấy có rồi các bạn ơi. Không biết là bọn này có trốn ở dưới mương không các bạn ạ. Hàng cây, khu vực hàng cây là không có nhá các bạn nhá. Thì giải thưởng 1 triệu ấy. Thì là kèo này tôi nhá, chơi các kèo là tôi hay ăn lắm. Vinh hôm nay đi với tôi thì ăn không 1 triệu thì mỗi thằng 500 nhỉ. Tí chia nhé. Chia cái gì nữa? Chả chia gì cần gì nữa, mỗi thằng 500. Thế là ăn không à? Ăn không ngay cần gì nữa. Được rồi. Nhanh. Gì mắc gì. Lại lốt chỗ này đi. Ở bụi chuối này không biết có không. Thì nói chung là cái thử thách lần này cũng rất là khó cho người chơi. Bởi vì là dây thừng thì nó cũng dễ giải thoát là dễ thôi. Và cái băng dính nó cũng dễ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là ở cái xích ấy các bạn. Xích thì rất là khó, xích nó lại có cả khóa các bạn. Cái thử thách này tôi thấy thì có 3 cái thì phải thoát ra. Băng dính thì đơn giản, quá đơn giản này, Vinh nó cắt gần xong rồi. Tiếp theo là cái dây thừng thì cũng gỡ, cũng tôi thấy là cũng đơn giản. Thế nhưng mà khó khăn nhất ở cái thử thách này là cái dây xích này các bạn ạ. Đấy, cái dây xích này nó có khóa cơ. Chứ đọc dây xích không thì Vinh bình thường kiểu bị xích suốt thì thoát sỏng xích ra thì Vinh nó gỡ tốt. Thế nhưng mà đây nó lại có cái khóa. Thôi được. Thôi. Tôi nghĩ ở cái chỗ khu vực này là có người lắm các bạn. Nó rất là tùm nhá. Các bạn ạ, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng flycam tiếng quanh quanh chỗ này đấy. Khả năng là đang tìm ở khu gần đây rồi. Mình nhanh lên. Đây rồi. Flycam mà đến đây cái là lầm ngay. Lầm ngay là chỗ này là không để ý thấy đâu. Được rồi. Nhanh lên. Quấn lắm thế. Bác gọi quấn lắm thế nhỉ. Mua mấy chục mét dây thừng thì chả lắm. Rồi. Quấn đúng đến mai thật. Ở đây là cái chỗ này là thuộc vẫn là thuộc đồng các bạn nhá. Ao nhưng mà của nhà người ta thì vẫn là thuộc đồng các bạn nhá. Các bạn ạ, quả này flycam bay quanh đây rồi vẫn chưa tìm thấy. Quả này kèo này ăn chặt rồi. Đã ăn chặt cần gì nữa. Xong rồi. Nhanh. Kiểu gì kèo này là có 1 triệu tí về cái là cho Vinh đi hát ngay. Bay ngay à? Đi bay bỏng ngay à? Đi bay ngay. Đi bay bỏng ngay các bạn. Thế ăn không gì. Những cái chỗ trốn đẹp thế này mà Vinh Tiền Lẻ với cả tới tổ tài lại không trốn vào. Rồi lại tiếp tục đi tìm ở chỗ khác các bạn nhé.
Rồi các bạn ơi, thì dây thừng tôi đã cởi xong rồi, còn mỗi cái dây xích này giờ cởi nào cơ các bạn. Cắn không cắn được. Gặm thử thử gặm. Gặm cho được bao nhiêu? Gãy răng. Răng ông cứng mà răng. Không. Bây giờ cái này chỉ có tìm gạch. À vừa lấy thấy mấy viên gạch ở cái chỗ kia người ta để xếp ở bẫy chuột ấy. Ra. Thế bây giờ tôi sẽ lấy gạch tôi đập ra nha các bạn. Nhanh. Này không phải là phát hiện. Đi cúi rồi. Tôi bay cao lên một tí nữa tôi thử quan sát xem nào. Có khi nào nó lại ra cái cây này không nhỉ các bạn nhỉ? Đây là một cái gốc cây trứng cá đấy các bạn nhá. À thấy hy vọng là sẽ có cái gốc cây trứng cá này. Tôi nghĩ là bọn Vinh Tiền Lẻ với cả Tới Tô Tè nó chỉ trốn ở cái khu vực gốc cây thôi các bạn. Đây thì không có. Táng vừa thôi. Cái này nó giật đấy này. Thì táng cái khóa thôi chứ đừng táng xích. Đổ thế. Đau lắm. Kiếm cái gì kê đi. Kiếm gì kê này nó giật theo này này. Đây rồi. Kê vào đấy. Kê cái khóa thôi. Đổ lắm đấy các bạn ạ. Tôi bảo ngay mà. Đi đặt cái viên gạch nó chéo lên. Đây đâu? Dọc cái viên gạch ra. Giờ cái này à? Vì vinh tổ lắm các bạn. Đấy tôi bảo rồi. Và chúng ta kẻ xích vinh vào. Cái này à? Đấy, cái này đặt chìa khóa lên đấy. Ừ, cái này dã. Xích vinh vào thì tôi đấy, dã đi. Rồi. Chưa cái, không ra được các bạn. Cái khóa này nó khó khăn. Cái vinh là không phải thợ mở khóa chuyên nghiệp ấy các bạn. Các bạn, cái này thì tôi thì lại sợ chẳng may tắng vào chân tới rồi còn thì ra nếu tôi tắng thì tắng mạnh được mà chỉ sợ vào chân tới phân này dãy đạch đây lại mất phần thưởng chết được phần thưởng về chữ chân gì hết thôi mai lại mất 200 phong bì à. À đây rồi các bạn ơi, lần này thấy rồi. À ông nào đây? Đây rồi. À đây các bạn ơi, đây là ông Tới Tô Tè. À rồi các bạn ơi, đã xác định được vị trí của Tới Tô Tè chưa? À các bạn ơi, may quá các bạn ơi, Tới Tô Tè vẫn chưa cởi trói được các bạn ạ. Đây xích vẫn ở đây các bạn nhá. À đi gần vào một tí này. À không biết Vinh Tiền Lẻ đi đâu rồi. À, Tới Tô Tè tôi đã phát hiện ra Tới Tô Tè nhá. À đây Vinh Tiền Lẻ chú đằng sau đó. Thì bây giờ tôi sẽ mang máy quay ra để cho các bạn nhá, nó vẫn chưa cởi trói được các bạn. Rồi cuối cùng thì tôi đã tìm thấy Vinh Tiền Lẻ và Tới Tô Tè ở đây nhá. Hai thằng nó chúi ở cái chỗ khu vực nói chung là khu vực rìa này thì nói chung là tôi tìm mãi bắt đầu mới thấy này. Tí ăn chặt à? Vinh Tiền Lẻ đây, đây các bạn đây. Thì là còn dây xích chưa tháo được đúng không? Chưa. Ô em ơi, dây xích sẽ thế mà không tháo được à? Tháo ra được. Ừ, có chìa khóa này, chìa khóa đâu đưa đây. Thì là bây giờ bắt đầu giải cứu Tới nhá. Đấy, tôi phải cuối cùng tôi mới giải cứu được chứ. Vinh không thể nào giải cứu được. Không có chìa khóa không giải cứu được các bạn. Tại vì dây thép nó cứng thì cắn không cắn được. Mà giật thì không giật được, giật thì chân tao thì đau Tới. Và được cầm gạch đây, tôi cầm gạch cái táng đây mà méo chìa khóa cũng không được các bạn. Rồi. Đấy, như vậy là thử thách ngày hôm nay là giải cứu đồng đội Vinh Tiền Lẻ không thể giải cứu được đồng đội nhá. Như vậy là thử thách ngày hôm nay Vinh Tiền Lẻ và Tới Tô Tè không chiến thắng và sẽ không có giải thưởng gì nhá. Nếu các bạn cảm thấy video là hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như là comment những ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.